tạo USB boot Windows bằng phần mềm Rufus. Trước hết các bạn cần chuẩn bị một file Windows mà các bạn muốn cài. Tiếp theo các bạn hãy vào cái trang rufus.ie để download cái Rufus về. Các bạn hãy chọn cái phiên bản mới nhất và chuẩn bị cho mình một cái USB. Ở đây tôi đã có một cái USB 4GB. Cái USB 4GB này nó chỉ chứa được cái Win 7, Win 8 thôi. Còn cái Win cao hơn thì các bạn cần phải chọn một cái USB dung lượng lớn hơn. Bây giờ tôi sẽ cắm USB vào máy tính. Rồi, máy tính đã nhận USB nhá. Và tôi đã download sẵn cái phần mềm Rufus này về rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy cái file Rufus. Bật Rufus lên thì nó sẽ tự nhận USB này. Trong cái phần Select này tôi sẽ chọn và tìm đến cái file chứa Windows. Ở đây tôi sẽ chọn cái Windows 7 này, 64 bit. Cái phần này nhấn phím Alt cộng E để nó tự boot. Phần này các bạn hãy đặt tên cho USB. Tôi sẽ để là LTFS. Chọn vào Start, chọn OK để xác nhận. Rufus sẽ tự động xóa dữ liệu trên USB và copy file Win vào cái USB. Các bạn hãy chờ từ 10 đến 20 phút. OK đi. Để nó copy, bao giờ nó copy hết 100%, chặn hết cái màu xanh này là đã thành công. Là các bạn có một cái USB để cài Windows.